Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Thì vừa rồi thì các bạn cũng đã thấy mình trải nghiệm một chút thời gian với lại chiếc Samsung Gear VR phiên bản 2017 này. Thì cái này được họ giới thiệu tại buổi ra mắt của Galaxy S8 và S8 Plus luôn. Thì trong clip hôm nay thì mình sẽ trên tay cũng như là trải nghiệm nhanh với các bạn chiếc Samsung Gear VR này nhé. Về thiết kế thì Gear VR 2017 so với phiên bản 2016 thì đã được hoàn thiện nhiều hơn và nó cũng đã được trang bị nhiều cái chức năng khác hơn cũng như là dễ bấm hơn. Thì ví dụ như ở đây thì các bạn có thể thấy thì thay vì là cổng micro USB thì nó đã chuyển thành một cái cổng là USB Type-C rồi. Tuy nhiên thì các bạn vẫn có thể thay thế được, chỉ cần gạt cái này ra, sau đó bạn sẽ thay đổi bằng một cái mà Samsung trang bị theo chiếc hộp của Gear VR này luôn là cổng micro USB. Thì cái này các bạn có thể sử dụng được từ dòng Galaxy S6 cho đến S8 và Note 5, có lẽ Note 7 nữa, mà Note 7 của chúng ta đã không còn rồi. Và ở trong này thì là hai cái kính để các bạn khi mà áp mắt vào để xem trên màn hình điện thoại. Ở phía bên này là một cái chốt nữa để giữ điện thoại của chúng ta nằm trên cái khung của Gear VR này. Ở mặt trên này thì các bạn sẽ có một cái núm để xoay. Thì cái núm này để điều chỉnh cái tiêu cự cho phù hợp với mắt của bạn khi mà đeo Gear VR vào. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có chữ Gear VR và Oculus. Và ở cạnh dưới này thì chúng ta sẽ có một cái cổng USB Type-C. Khi mà các bạn sử dụng Gear VR với lại điện thoại thì theo mặc định thì chiếc Gear VR này sẽ dùng pin của điện thoại để sử dụng. Còn nếu như mà các bạn cắm cổng sạc vào USB Type-C này thì nó sẽ sử dụng pin từ cái nguồn điện mà các bạn cấp và sẽ không sử dụng điện thoại nữa. Ở phía bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có một cái touchpad ở đây. Cái touchpad này thì được cải tiến hơn so với cái Gear VR cũ. Thì nó nhẵn hơn cũng như là khi mà mình thao tác thì mình cảm thấy nó dễ sử dụng hơn nhiều. Ở đây thì phím tăng giảm âm lượng. Bên này thì chúng ta sẽ có một phím Home. Phím Home này nó sẽ được làm gần như là bằng với lại toàn bộ bề mặt. Còn cái phím Back này thì nó làm cơi lên một tí để khi mà các bạn rờ thì các bạn có thể cảm nhận được đâu là Back, đâu là Home. Và ở đây là cái phần bên trong của chiếc Gear VR. Thì chúng ta sẽ có một số cái đệm để các bạn khi đeo vào sẽ có một cảm giác thoải mái hơn. Và Samsung họ cũng rất là thoải mái khi mà cho chúng ta một cái không gian đủ rộng để các bạn, những bạn nào mà bị cận, các bạn vẫn có thể đeo kính cận và sử dụng Gear VR được. Thì bên trong này chúng ta sẽ có một cái cảm biến để khi mà các bạn đeo vào thì nó nhận biết là các bạn đã đeo Gear VR và nó chuyển qua màn hình điện thoại. Và dây đeo của Gear VR thì theo mình thì chất liệu này khá là dễ chịu, và khi đeo trong thời gian lâu nó cũng không tạo một cảm giác khó chịu hay là bám tóc của các bạn. Nói chung là rất là thoải mái và cũng rất là dễ tháo gỡ để mà giặt khi mà bị dơ. Và để sử dụng được chiếc Galaxy của bạn với lại chiếc Gear VR này thì bắt buộc bạn phải tải ứng dụng Oculus về. Thì ứng dụng này thì có trên CH Play nên là các bạn có thể lên nó tải về. Kèm theo khi mà bạn tải về rồi thì nó sẽ bắt bạn tải thêm một số cái ứng dụng để hỗ trợ Gear VR nữa. Và khi mà các bạn đã gắn điện thoại vào Gear VR thì đeo vào thì các bạn sẽ thấy một cái giao diện như thế này. Và các bạn nếu mà quay thì kiểu như là mình đang ở trong một căn phòng khá là rộng. Và phía trước mình thì có một cái màn hình nó xếp ra như thế này, kiểu màn hình cong ấy. Và đây thì chúng ta sẽ, đây là cái giao diện chính của Oculus luôn. Thì ở đây nó sẽ có một số cái mục như là một số cái app ứng dụng. Và qua xuống phía này thì chúng ta sẽ có như là library. Thì những cái ứng dụng nào mà các bạn tải về thì nó sẽ nằm ở trong này. Hoặc là các bạn có thể truy cập lên Facebook hoặc là YouTube trực tiếp trên này luôn. Giống như lúc nãy mình có coi cái clip của chị Thơ Nguyễn ấy, thì mình lên trên internet này này. Và các bạn có thể điều khiển thông qua một cái controller. Thì cái này nó sẽ kết nối Bluetooth với lại cái điện thoại của các bạn. Thì phía trên này thì nó sẽ có rất là nhiều cái phím chức năng để chúng ta có thể bấm, như là phím Back, phím Home, phím tăng giảm âm lượng và một cái bàn touchpad, và thêm một cái nút để các bạn có thể nhấn chọn nữa. Và bây giờ thì chúng ta đã chuẩn bị vào game. Đây có, các bạn có thể thấy dòng chữ Play With Me. Thì nếu với những bạn nào mà các bạn đeo không thấy rõ thì các bạn có thể điều chỉnh cái núm xoay ở phía trên của Gear VR để có thể thấy rõ được cái tiêu cự, cũng như là điều chỉnh là tiêu cự để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn. Và khi mà các bạn bị lệch đi cái bàn phi cái tay cầm này á, thì các bạn chỉ cần đưa ra phía trước và giữ cái phím Home tầm khoảng 3 giây thì nó sẽ bắt đầu điều chỉnh lại tay cầm cho các bạn. Rồi bây giờ thì mình cũng đang bắt đầu vào giao diện của game rồi. Như vậy thì vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn về chiếc Samsung Gear VR. Nếu như mà các bạn đang sở hữu từ các dòng S6 trở về S8 và Note 5, và nếu như mà đặc biệt là chiếc siêu phẩm Galaxy S8, thì các bạn cũng nên tậu một chiếc Gear VR này về để có thể trải nghiệm được những cái không gian thực tế ảo, cũng như là chơi những tựa game, cũng cho các bạn có một cái không gian khác, một cái nhìn khác về lướt web, xem phim và chơi game nữa.
mình cảm thấy khá là thú vị, đặc biệt là chơi những trò như là kinh dị một tí thì nó hấp dẫn hơn, đeo một tai nghe vào nữa thì cực đã luôn. Và các bạn cảm thấy chiếc Gear VR này như thế nào thì hãy chia sẻ ý kiến của các bạn ở comment bên dưới nha. Và nếu clip này hữu ích thì đừng quên like cũng như là subscribe FPT Insight Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.